Rồi thì chào các bạn, buổi sáng thì hôm nay mình có cái main Gigabyte H110 để thay. Thì nó bị cái lỗi chạy 30 phút đến 1 tiếng thì nó khởi động lại. Thì để mình có sẵn, nó có một bạn nhắn tin nói kêu mình hướng dẫn sửa cái này. Thì để mình kiểm tra đo đạc rồi thì các bạn xem nha, theo dõi nha. Thì đây để mình kết nguồn đó. Quay ha, lên hình rồi đó. Đây H310 để thay. Thì nó kích lên thì nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà nó chạy vài chục phút cái là nó bị tắt máy. Sẵn đây để mình đo cho các bạn theo dõi luôn. Mình đo cái nguồn RAM cái. Dây hồ mình cho nó đứng yên luôn, nó không có để mình gắn vô đây thì nó. Hồ dởm muốn hư hay gì, mình đo đây thử. Đo ở đây thì được, mà đo nguồn RAM đồ đo không được. Đây nó không chấm 95. Đây 1.19. Ở đây 1.87 nha. Cái chỗ này bạn thấy nó khác thường nha. Nó cao lắm nha. Ở đây nó chỉ có 1.05. Chỗ này nè, nó chỉ có 1.05 thôi. Cái này nó dâng lên cao lắm. Nó dâng lên tới 1.8 nè. Nên đo cái nguồn win 2V đúng nè. Thì máy nó vẫn đang chạy, chạy hồi nó khởi động lại. Thì nguồn win thì nó có 2V chuẩn. Đây thì nguồn end của Wico thì có 3V. Ok ha. Thì nó chỉ có dàn cái nguồn này thôi. Là tới 1.8 nha. Cái này, cái bệnh này á, thì các bạn để ý ở đây nó có hai con chở cặp con này nè. Đầu này của nó là 2.5. Con đầu 2.5 nè ha. Nó đi qua con chở 13 chấm 13.7 kg với còn 10 kg gì đó, thì nó ra là khoảng 1.05 rồi, chứ nó không có ra tới 1.8 nha. 1.8 là sai rồi. Cái này cách xử lý là ở đây là mình hướng dẫn, này là lý thuyết thôi, còn nữa mình sẽ kiếm điện trở mình thay. Cái này thay cặp này nè, mình thấy rõ nó cặp mình chỉ ha. Đây mình đo nè, ngay cái que đo này ha, nó đầu 2.5 nè, đi qua con dưới này là con 13.7 và con ở trên là con 10, thì nó sẽ ra là khoảng 1.05.
Thì bây giờ cái nguồn này nó dâng cao quá, nó lên tới 180 mấy luôn ha. Nói chung là nó không ổn định, cho nên chạy một hồi là nó sẽ bị reset. Nói chung là cái bệnh reset á, thì các bạn phải đo nguồn, biết đo nguồn. Tại vì nguồn này nó dâng lên nhiều nhiều chỗ lắm, nhiều chỗ chỗ nào nó dâng lên thì chạy hồi nó cũng bị reset thôi. Cho nên là khi mà nó không có ngay đích xác một con nào hết, cho nên các bạn phải biết đo điện rồi các bạn mới ngâm cứu để sửa được ha. Còn không thôi nó khó, không biết đo là nó khó lắm á. Thì nãy giờ nó chạy mà nó vẫn không reset này, thấy không? Nhưng mà cái nửa tiếng tới tiếng nó mới reset, cho nên là cái bệnh này là mình phải biết đo mình mới có cách để xử lý. Rồi thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho các bạn như thôi, còn hai con này đấy nữa mình thay xong rồi ok thì thôi, có gì hay đặc biệt thì mình sẽ chia sẻ các bạn, còn cái này mình chỉ chia sẻ bằng lý thuyết thôi. Rồi chúc các bạn nhiều sức khỏe, bye bye các bạn.